Selidovo nguy cơ thất thủ, Ukraine phát triển thành công tên lửa Grom-2. G7 thông qua khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ từ tài sản của Nga cho Ukraine. Hàng hiếm của Ukraine bốc cháy dữ dội vì bị UAV Nga tập kích. Kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Vừa rồi là phần điểm những tin chính sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Thành phố Selidovo có diện tích hơn 11 km vuông, dân số trước chiến sự là hơn 21.000 người. Đây được ví như chốt chặn phía đông nam Pokrovsk, đô thị trọng yếu cho Ukraine kiểm soát ở tỉnh Donetsk. Nếu giành được Selidovo, quân đội Nga sẽ tiến thêm bước đáng kể trong chiến dịch nhằm vào Pokrovsk. Tại mặt trận này, áp lực lên lực lượng Kiev tại Selidovo ngày càng tăng. Quân đội Nga RFAF đang tấn công từ cả ba phía, Đông, Nam, Bắc. Tại quận 11, lực lượng của họ đã kiểm soát được vị trí thuận lợi. Tuyến đường qua Visleve gần đó đã bị cắt đứt. Tình hình hậu cần của Ukraine rất nghiêm trọng. Theo kênh Military Chronicles, khoảng 75% diện tích Selidovo nằm dưới sự kiểm soát của RFAF. Tình hình tương đối khó khăn của lực lượng Kiev tiếp tục. Vào thời điểm này, trong khu vực tư nhân ở Tây Tây Nam, thành phố vẫn còn một số đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine, AFU bắt đầu phản công. Bất chấp việc có các trận chiến nhưng không thể nói về sự hiện diện đông đảo của binh sĩ Ukraine ở Selidovo, hầu hết các nhà phân tích nước ngoài đều đồng ý rằng AFU có thể thất thủ hoàn toàn trong 72 giờ. Cũng liên quan đến tình hình xung đột vừa qua, ông Zeho Chernev, người đứng đầu phái đoàn Ukraine tại Đại hội Đồng nghị viện NATO thông báo, Kết quả cụ thể từ việc sử dụng tên lửa đạn đạo Grom-2 do Ukraina sản xuất sẽ sớm được tiết lộ. Tuyên bố này được đưa ra trên truyền hình, trong đó ông Zelensky nhấn mạnh rằng kết quả sử dụng tên lửa Grom-2 trong thực chiến sẽ sớm được nhìn thấy. Ukraina đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong công nghệ tên lửa, điều mà Tổng thống Zelensky đã nhấn mạnh trước đó. Hồi tháng 8 trong diễn đàn Ukraina 2024, độc lập, ông Zelensky đã công bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Grom-2. Mặc dù thông tin chi tiết về tên lửa vẫn chưa được tiết lộ, song điều này có thể giúp Ukraine không phải phụ thuộc vào vũ khí phương Tây khi muốn tấn công vào mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. Chương trình tên lửa của Ukraine đã cho ra đời tên lửa grom 2 một hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phát triển để cạnh tranh với tên lửa Iskander của Nga. Loại tên lửa này được thiết kế để thay thế tên lửa Tokau thời Liên Xô. Grom-2 có tầm bắn lên tới 700 km, phiên bản xuất khẩu sẽ giảm xuống còn 280 km. Một trong những tính năng chính của tên lửa là khả năng né tránh, bao gồm đường bay thay đổi quỹ đạo liên tục, cho phép nó vượt qua các hệ thống phòng không hiện đại như S-300 và S-400 của Nga. Theo hãng tin AFP, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã trả lời họp báo về thông tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đang duy trì liên lạc thường xuyên với tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk thông tin được báo Wall đăng hôm 24 tháng 10. Được biết, tờ The Wall dẫn nguồn tin tình báo Mỹ nói rằng tỷ phú công nghệ Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới, thường xuyên liên lạc với Tổng thống Nga Putin sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine. Theo tờ báo, hai ông tiếp tục liên lạc trong năm nay sau khi ông Musk gia tăng việc chỉ trích Mỹ ủng hộ quân sự đối với Ukraine và tích cực ủng hộ chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cũng theo tờ The Wall Street Journal, các tuyên bố công khai của tỷ phú Elon Musk về việc giải quyết xung đột giữa Moscow và Kiev mà ông đã đưa ra từ cuối năm 2022 phản ánh một số khía cạnh trong lập trường của Điện Kremlin. Bài báo trích dẫn lời các quan chức hiện tại và trước đây của Mỹ, châu Âu và Nga nói rằng các cuộc gọi giữa ông Musk và ông Putin là bí mật được dự kín trong chính phủ. Đáp lại, ông Peskov khẳng định tất cả đều không đúng những thông tin được đăng trên tờ báo đó tuyệt đối sai lệch. Người phát ngôn điện Kremlin cho biết, ông Putin chỉ có một lần liên lạc với ông Musk hồi trước năm 2022 bằng hình thức điện đàm. Vài tuần trước, cũng có những thông tin về việc ông Trump cũng bí mật liên lạc với ông Putin. Tổng thống Nga đã bác bỏ thông tin ông và ông Trump vẫn giữ liên lạc sau khi cựu Tổng thống Mỹ rời khỏi Nhà Trắng năm 2021. Trong khi đó, trên chiến trường Ukraine, bên cạnh việc tiếp tục gây ra tổn thất đáng kể cho lực lượng Ukraine Nga đang tích cực chuẩn bị cho hoạt động phản công mạnh hơn, đẩy đối phương ra khỏi lãnh thổ. Hãng thông tấn TASS thông tin, trong ngày qua, quân đội Nga đã ngăn chặn nỗ lực vượt biên của Ukraine ở khu vực Novipus. Lực lượng vũ trang Nga cũng đã đẩy lùi ba cuộc phản công của quân Ukraine nhằm vào khu định cư Alexandria, Novo Ivanovka và Pelekhovo. Các đơn vị thuộc cụm tác chiến phương Bắc của Nga tiếp tục các hoạt động tấn công đánh bại quân đội Ukraine tại các khu vực định cư Dariino Zelensky, Nizhny Novo Ivanovka và Plekhovo, quân đội Nga tấn công vào nhóm quân nhân và thiết bị của Ukraine ở vùng Kursk. Trong khi đó, nhà phân tích quân sự Yuri Podolyaka cho biết, có một sự tạm lắng tạm thời ở hướng Kursk sau một loạt các cuộc tấn công và phản công giữa quân đội Nga và Ukraine. Tuy nhiên, sự tạm lắng này có thể chỉ là điểm báo cho một làn sóng tấn công mới. Ông Podolyaka nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine dường như vẫn quyết tâm giữ vững các vị trí của mình ở Kursk và đang chuẩn bị cho các trận chiến khốc liệt với lực lượng Nga ở khu vực này. Vừa qua, nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 đã đạt được nhất trí về việc cung cấp khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, dựa trên lợi nhuận thu được từ số tài sản của Nga bị đóng băng ở phương Tây, sớm nhất là từ tháng 12 năm nay. Cụ thể tuyên bố của G7 nêu rõ các khoản vay này sẽ được cung cấp và hoàn trả thông qua các nguồn thu bất thường trong tương lai từ số tài sản của Nga bị đóng băng sau xung đột. Cụ thể số tiền trên sẽ được giải ngân thông qua loạt khoản vay song phương, bắt đầu sớm nhất là vào ngày 1 tháng 12 và tiếp tục cho đến hết năm 2027 theo từng đợt, dựa trên nhu cầu tài chính cấp bách của Ukraine. Mỗi khoản vay song phương sẽ có hiệu lực chậm nhất là vào ngày 30 tháng 6 năm 2025 tạo điều kiện linh hoạt về thời gian để các thành viên G7 sắp xếp các chi tiết kỹ thuật. Tuyên bố được đưa trong bối cảnh các nhà lãnh đạo tài chính đang tập trung tại Washington Mỹ để tham dự các cuộc họp của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng thế giới WB. G7 đưa ra quyết định trên nhằm thực thi thỏa thuận đã đạt được vào tháng 6 giữa các nhà lãnh đạo G7 trong hội nghị thượng đỉnh thường niên ở miền Nam nước Ý để khai thác thu thập từ các tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraina. Được biết khoảng 260 tỷ euro, tương đương khoảng 280,62 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga. Trong đó có sự trữ của ngân hàng trung ương nước này đã bị đóng băng theo các lệnh trừng phạt được áp đặt sau khi xung đột Nga Ukraina bùng phát. Phần lớn các tài sản đó nằm ở Euroclear, trung tâm lưu ký chứng khoán có trụ sở tại Bỉ. Ngoài ra số tài sản của Nga bị đóng băng ở Mỹ là khoảng 5 tỷ đô la Mỹ. Các quan chức G7 ước tính họ có thể thu được khoảng 2,5 tỷ euro, 2,7 tỷ đô la Mỹ đến 3,5 tỷ euro, 3,7 tỷ đô la Mỹ tiền lãi hàng năm từ những tài sản này. Phía EU cho rằng tiền lãi tạo ra từ tài sản bị đóng băng của Nga là khoản tiền từ trên trời rơi xuống và không thuộc về Nga. Đáng chú ý, kế hoạch này sẽ không tịch thu tài sản của Nga, tránh một tiền lệ mà EU cho rằng có thể gây mất ổn định hệ thống tài chính toàn cầu. Điều này có phần trái ngược với chính sách trừng phạt Nga của EU từ đó để ngỏ khả năng giải phóng các tài sản cơ bản của Moscow. Chính sách này của EU cần được gia hạn 6 tháng một lần. Kênh Telegram Isnanka của Nga mới đây đã công bố video cho thấy máy bay không người lái UAV của nước này theo dõi một bệ phóng tên lửa phòng không iris -T, tại khu vực gần làng Velikaya kostroma tỉnh Dnipro. Kênh Isnanka cho biết những tổ hợp này giờ trở nên hiếm hoi Kiếp lái cũng rất sợ bị tên lửa Iskander tập kích nên họ dừng lại nhiều lần khi tới vị trí triển khai. Họ dừng lại ở bia rừng, giả vơ triển khai, sau đó tới chỗ khác và lặp lại hành động này. Khi tới điểm dừng thứ ba, kíp vận hành Ukraine quyết định triển khai xe phóng và UAV Lancet lao tới chỗ đó. Video do UAV trinh sát ghi lại cho thấy xe phóng bốc cháy sau đòn tập kích trong thời gian tương đối lâu. Theo Iskandar, binh sĩ Ukraine vì lý do nào đó không dập lửa ngay có lẽ họ sợ đòn tập kích thứ hai xảy ra sau đó. Ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ thiết bị điện tử trên hệ thống này. Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Bộ Quốc phòng Nga thông báo cánh quân Donetsk đã phá hủy một bệ phóng Iris-T của Ukraine, song không nêu rõ địa điểm cụ thể. Tên lửa phòng không tầm trung Iris-T SLM có tầm bắn xa 40 km và đủ sức bắn hạ mục tiêu ở độ cao tối đa 20 km, được thiết kế để bảo vệ những địa điểm trọng yếu trước các cuộc tấn công từ máy bay, trực thăng, máy bay không người lái hoặc tên lửa. Mỗi tổ hợp Iriste thông thường sẽ gồm một xe chỉ huy, một đài radar đa năng cùng ba xe phóng với tối đa 24 quả đạn sẵn sàng chiến đấu. Radar TRML-4D có thể theo dõi tối đa 1.500 mục tiêu với tầm hoạt động lý thuyết 250 km. Giá của một hệ thống Iris-T và khoảng từ 150 triệu đô la Mỹ đến 200 triệu đô la Mỹ. Cùng với Patriot, Iris-T được coi là một trong những lá chắn phòng không hiện đại nhất của Ukraine giúp nước này lấp khoảng trống phòng thủ sau khi nhiều tổ hợp S-300 và Buck M-1 từ thời Liên Xô đã bị Nga phá hủy trong giao tranh. Quân đội Nga từng nhiều lần công bố video tập kích các trận địa IST, phá hủy ít nhất hai radar TRML 4D và nhiều bệ phóng. Thống kê nguồn mở cho thấy, UAV Lancet đã tập kích khoảng 2.500 mục tiêu của Ukraine kể từ khi thực chiến lần đầu hồi tháng 7 năm 2022. Con số thực tế có thể cao hơn do nhiều video không được quân đội Nga công bố để đảm bảo bí mật. Hiện chưa rõ Ukraine còn vận hành bao nhiêu hệ thống iris Thành phần của ít nhất 4 hệ thống phòng không loại này đã bị Nga đánh trúng trong các cuộc tập kích hồi tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 8 năm 2024. Tên lửa phòng không iris do Đức cùng một số quốc gia phương Tây hợp tác phát triển từ giữa những năm 1990. Đức cam kết cung cấp 12 hệ thống tầm trung iris SLM và 24 bệ phóng thuộc phiên bản tầm ngắn Iriste SLS cho Ukraine. Trong đó 3 tổ hợp SLM và hai bệ phóng SLS đã được chuyển giao trong giai đoạn 2022-2023. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Suisky đã mô tả những tổn thất mà quân đội Nga phải gánh chịu kể từ khi bắt đầu chiến dịch ở Kursk các binh sĩ Ukraine vẫn đang tiếp tục hoạt động theo hướng Kursk nhằm tiêu hao tiềm lực chiến đấu của đối phương trong tháng thứ ba liên tiếp. Được biết từ khi tiến công vào vùng Kursk của Nga, Ukraine liên tục tung vào đây phần lớn lực lượng cơ động mà họ có. Trong đó phải kể đến, lữ đoàn xe tăng số 1 bắt đầu hoạt động trở lại vào mùa hè năm 2022 tại tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine. Lữ đoàn này đã chiến đấu ở phía đông triển khai và tái bố trí các tiểu đoàn trực thuộc để ngăn chặn các cuộc tấn công của phía Nga cũng như hỗ trợ các cuộc phản công của Ukraina. Điều đặc biệt thú vị là lữ đoàn được huấn luyện để tiếp nhận sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4. Tuy nhiên khi được điều động tới Kursk, họ vẫn sử dụng xe tăng T64 và T72 thời Liên Xô. Tương tự lữ đoàn xe tăng số 1 của Ukraina, lữ đoàn xe tăng số 17 được điều đến mặt trận Kursk để chinh viện nhưng không sử dụng các khí tài hiện đại của phương Tây. Thay vào đó lực lượng này vẫn hoàn toàn sử dụng vũ khí từ thời Liên Xô. Trái ngược với hai lữ đoàn tăng thiết giáp trên, lữ đoàn bộ binh cơ giới số 21 là một trong những lữ đoàn được thành lập mới vào đầu năm 2023, theo chuẩn NATO của quân đội Ukraina Vào thời điểm Ukraina bắt đầu chiến dịch xâm nhập Kursk, xung quanh ngôi làng Veseloe của Nga, lữ đoàn cơ giới 21 của quân đội Ukraina cùng với các đơn vị hỗ trợ đã chiến đấu trong một cuộc giao tranh cơ động với quân đồn trú Nga tại địa phương. Song song với đó, lữ đoàn số 47 của Ukraine có biệt danh, 5 đấm thép sở hữu cho mình nhiều trang thiết bị hiện đại phương Tây cung cấp. Điều đặc biệt làm nên tên tuổi của lữ đoàn 47 là được cố vấn quân sự phương Tây huấn luyện. Trong đó, các binh sĩ được huấn luyện cách sử dụng xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley tại căn cứ quân đội Mỹ ở Grafon World trên lãnh thổ Đức. Đây cũng là lữ đoàn đầu tiên được trang bị rất nhiều vũ khí hạng nặng của phương Tây. Ngoài xe chiến đấu bộ binh Bradley, họ còn được trang bị các phương tiện bọc thép hạng nặng như xe tăng Leopard 2A6, M1A1 Abrams, xe chiến đấu bộ binh IPR-765, BMR-2 và có biệt đội phối hợp toàn diện là phân đội UAV. Trong khi đó, lữ đoàn bộ binh cơ giới số 41 của Ukraine dù mới được thành lập đầu năm 2023 nhưng lại chỉ sử dụng toàn vũ khí từ thời Liên Xô. Lữ đoàn này đã được điều động đến Kursk sau thất bại tại Tursk, cho thấy Ukraine đang muốn lấp đầy tiền tuyến bằng số lượng. Mặc dù đưa những lực lượng tình nguyện và có được lợi thế bất ngờ tại Kursk, nhưng Ukraine đang phải gánh chịu áp lực rất lớn từ Nga. Hiện tại, các lực lượng của phía Kiev tại Kursk đã phải chuyển sang thế phòng thủ mà không thể làm chậm được đà tiến công của quân đội phía Moscow tại miền đông Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa qua tiết lộ Nga có kế hoạch triển khai quân đội Triều Tiên ra chiến trường bắt đầu từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 10. Trên trang Telegram, ông Zelensky viết, theo các thông tin tình báo tin cậy, từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 10, quân đội Triều Tiên lần đầu tiên sẽ được Nga sử dụng trong các vùng chiến sự. Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi các đồng minh phản ứng với động thái gia tăng căng thẳng này thông qua biện pháp gây sức ép rõ ràng đối với Moscow và Bình Nhưỡng. Liên quan vấn đề này, Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố sẽ không xác nhận các thông tin báo chí về việc nước này đưa binh sĩ hỗ trợ cuộc xung đột của Nga ở Ukraine sau khi đại diện Bình Nhưỡng tại Liên Hợp Quốc bác bỏ những cáo buộc này. Trong tuyên bố do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải, Thứ trưởng ngoại giao Kim Jong-il nhấn mạnh, nếu Bình Nhưỡng thực hiện những bước đi như vậy thì động thái đó sẽ phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, bất chấp việc những bên khác có thể cố gắng mô tả bước đi này là bất hợp pháp. Ở diễn biến liên quan trong khuôn khổ cuộc họp báo sau hội nghị BRICS, Tổng thống Putin đã không phủ nhận các cáo buộc của Mỹ và Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã đưa binh sĩ tới Nga. Khi được hỏi về hình ảnh vệ tinh cho thấy sự di chuyển của quân đội Triều Tiên, ông Putin nói, hình ảnh là một vấn đề lớn, nếu có hình ảnh thì chúng phản ánh điều gì đó nhưng ông cho biết các sĩ quan và huấn luyện viên nato đã trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ukraina và chính phương tây làm gia tăng cuộc khủng hoảng ukraina người đứng đầu điện kremlin sau đó đề cập cụ thể đến điều bốn của thỏa thuận hợp tác giữa nga với triều tiên liên quan đến vấn đề phòng thủ chung Trước đó một ngày, hãng tin Reuters của Anh dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết ít nhất 3.000 lính Triều Tiên đang được huấn luyện tại ba căn cứ ở miền đông nước Nga. Trong khi đó, cơ quan tình báo quân sự Ukraine thông báo các đơn vị quân sự đầu tiên của Triều Tiên đã được triển khai tới quốc. Bình luận về chủ đề này trên tờ MK của Nga, chuyên gia quân sự Alexei Sukolkin cho rằng sẽ không mất nhiều thời gian để triển khai các đơn vị chiến đấu Triều Tiên. Các đơn vị của Bình Nhưỡng đã nhận tín hiệu tấn công và sắp tới quân đội Ukraine sẽ phải đối mặt với các nhiệm vụ đặc biệt. Ông lưu ý, theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga-Triều được Duma Quốc gia Nga phê chuẩn ngày 24 tháng 10, Nga và Triều Tiên có nghĩa vụ hỗ trợ quân sự lẫn nhau trong trường hợp một phía bị tấn công. Như trong trường hợp hiện tại, Ukraine đã điều quân xâm nhập tỉnh quốc của Nga. Nhà phân tích dự đoán sự xuất hiện của quân đội Triều Tiên trên lãnh thổ Nga sẽ sớm được công bố chính thức sau khi ông Putin ký ban hành hiệp ước này. Ông Sukonki nói, vào thời điểm Tổng thống ký hợp ước, mọi thứ sẽ sẵn sàng, các đơn vị Triều Tiên sẽ đột nhiên xuất hiện trên chiến trường nhanh như một cú nhấp chuột. Theo vị chuyên gia sẽ là sai lầm khi cho rằng quân đội Triều Tiên lạc hậu. Về mặt vũ khí, họ đang tạo ra các hệ thống pháo và tên lửa phóng loạt mà thậm chí Nga không có.